Hello mọi người, lại là Tanuki đây. Nếu ai là dân chơi hệ màu nước thì hẳn ít nhiều cũng biết đến màu tech love phải không nào? Nhân đợt này thì Tanuki cũng mới cập bến 15 mã tech love cực hot của White Nice, nên là video này chính là để tôi thử xem nó có đẹp và tech được nhiều lớp như là hãng quảng cáo không nhé. Cho bạn nào chưa biết thì màu tech love được cấu thành bởi 2 đến 3 loại pigment khác nhau. Khi tô bạn sẽ thấy màu sẽ tách thành 2 đến 3 màu khác biệt trên giấy, dù là bạn chỉ dùng duy nhất một tuyết màu đó thôi. Với cách này thì bạn không cần phải tốn công pha nhiều màu với nhau để loang nền nữa, mà chỉ cần một vài tuyết tech love là đã cho được rất là nhiều bức tranh siêu ảo rồi. Màu tech love thường được ứng dụng để loang nền bởi hiệu ứng cũng như là những tông màu độc đáo được hãng nghiên cứu và cho ra mắt ngày càng đa dạng hơn. Bạn có thể mua lẻ từng tuyết 10ml tại Tanuki. Tuy nhiên, nếu ai muốn trải nghiệm hết đủ 15 mã mà chưa có điều kiện để mua full set thì cũng đừng lo, vì Tanuki có ra mắt cả pocket chiếc 1ml luôn này. Mọi người nhìn xem màu lúc khô tech cho có ảo không này. Thường thì màu nước tech love có giá thành không hề hạt rẻ đâu, nhưng mà White Nice thì lại chỉ từ 70.000 một tuyết thôi. Theo mình thì đây là dòng màu tech love có giá tốt nhất trên thị trường bây giờ rồi đấy. Ngày bio của Tanuki để tậu liền một set nhé.